Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Trà Thế Kỷ 21. Lời đầu tiên, cho phép Đức Chiến gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng trong năm mới Tân Mão. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trà Thế Kỷ 21 đã đồng hành cùng với những người yêu thích trà trong một thời gian khá dài rồi. Trong hơn một năm vừa qua, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý khán giả truyền hình những thông tin bổ ích nhất xung quanh chủ đề trà. Và để chào mừng năm mới năm 2011, trong ngày hôm nay, chương trình Trà Thế Kỷ 21 sẽ mang đến cho quý vị một chương trình hoàn toàn khác, một chương trình đặc biệt nhất từ trước tới nay. Mời quý vị cùng theo dõi những khám phá thú vị về trà trong thế kỷ 21, hòa mình cùng không gian mê hoặc của trà đạo Việt trong ngày Tết. Ngày Tết bạn hay gặp vấn đề gì về sức khỏe? Trà sẽ giúp gì cho bạn? Hãy cùng MC của chúng tôi khám phá những công dụng bất ngờ từ trà nhé. Một nghiên cứu của Đại học Arizona, Mỹ cho thấy thói quen uống trà thường xuyên ở những người hút thuốc lá có thể giúp giảm các nguy cơ bệnh tật do việc hút thuốc mang lại. Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên 140 người hút thuốc lá. Những người này được chia ra làm 3 nhóm: nhóm uống nước, uống trà đen và uống trà xanh với liều lượng 5 ly mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm nước tiểu sau 4 tháng cho thấy mức 8-OHDG, một chất tàn phá tế bào dẫn đến ung thư hoặc các bệnh hiểm nghèo khác, ở nhóm uống trà xanh thấp hơn 25% so với các nhóm kia. Điều này cho thấy trà xanh có tác dụng rất tốt trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Vì thế, một lời khuyên cho những ai nghiện thuốc lá đến nỗi không thể từ bỏ là hãy thường xuyên uống ít nhất 5 tách trà xanh mỗi ngày. Một nhóm các nhà khoa học đến từ Nhật Bản đã đưa ra một kết luận khác: uống trà xanh thường xuyên trong ngày sẽ là một biện pháp tốt và cực kỳ hiệu quả để phòng ngừa ác mộng về đêm. Uống ít nhất một tách trà mỗi ngày sẽ giúp giảm được đến một nửa nguy cơ gặp ác mộng hay chứng mất ngủ. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng tại sao trà xanh lại có công dụng như thế. Tuy nhiên, họ cho rằng trong trà xanh có chứa các hợp chất hóa học, axit amin, có tác dụng giảm stress và làm dịu hoạt động âm bản của trí não con người. Ngoài ra, trong trà xanh còn có chứa 300 hợp chất khác nhau như hydrat carbon, protein, các chất vi tiểu lượng, vitamin C1, B1, B2, B5, vitamin K, vitamin P và một số chất khác có rất nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe con người. Không cần phải là ông hoàng hay bà chúa, giấc mơ được khoan khoái ngâm mình trong những thứ đồ uống xa xỉ sẽ trở thành hiện thực ngay tại khu nghỉ mát Junetsun Spa ở Hakone, Nhật Bản. Và loại nước ngâm mình được du khách đặc biệt yêu thích đó là nước trà xanh. Trà dùng để ngâm mình là loại trà được hái từ chân núi Tanzawa và núi Hakone, vùng khí hậu rất thích hợp cho việc trồng các loại chè xanh hảo hạng. Chè xứ này nổi tiếng thơm ngon, lại giàu catechin, một hoạt chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa ung thư, tăng khả năng miễn dịch và tất nhiên rất tốt cho da. Những du khách ngâm mình trong những bể nước trà xanh sẽ được tận hưởng cảm giác khoan khoái. Tôi thấy rất nhiều người đến đây để được ngâm mình trong những loại trà như thế này. Sau khi ngâm mình, tôi thấy rất thoải mái, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. Ngoài ra, Junetsun Spa còn có tới hơn 25 bể tắm cho du khách thỏa sức lựa chọn, được rót đầy bằng 3 loại thức uống xa xỉ khác là rượu sake nổi tiếng của Nhật Bản, cà phê pha từ nước khoáng nóng và rượu vang đỏ chảy không ngừng từ chai rượu khổng lồ cao 3,6 m. Những thông tin vừa rồi quả thật rất thú vị. Càng ngày con người càng tìm ra nhiều cách độc đáo hơn trong việc sử dụng trà xanh và tận dụng hiệu quả của trà đối với sức khỏe. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một không gian hoàn toàn khác, vô cùng hấp dẫn với sự xuất hiện của MC Ngọc Linh và một vị khách mời rất đặc biệt. Thưa quý vị, tôi đang đi đến một địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người yêu thích trà đạo, đó là Hiên Trà Trường Xuân của nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng. Thưa quý vị, với nhiều dân tộc trên thế giới thì từ lâu trà đã trở thành một trong những thứ đồ uống rất là phổ biến.
với người Nga, người Anh, người Pháp và Hà Lan thì họ có những niềm say mê trà theo những cách khác nhau. Đặc biệt với những người dân châu Á thì uống trà đã được nâng lên thành một nghệ thuật thưởng thức sành điệu mang đậm chất thơ và màu sắc tôn giáo. Những quốc gia có nền văn hóa trà nổi bật phải kể đến như Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Nhật Bản có trà đạo, nhưng Trung Quốc và Việt Nam thì giữ trà ở vị trí nghệ thuật. Vậy, nghệ thuật trà Việt Nam có gì đặc biệt? Ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị quay lại với nghệ thuật pha trà và thưởng thức trà Việt Nam, một nghệ thuật thanh tao và tỏa hương. Vâng, anh Sướng ạ, ở Phương Đông thì có 3 cái nôi trà lớn, đó là Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Và anh có thể nói gì về cái nghệ thuật pha trà, về sự đồng điệu cũng như là vị sự khác biệt? Nếu như được nói một cách ngắn gọn, một cách hình tượng về sự khác biệt giữa 3 cái nôi trà là Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, thì tôi nói một cái hình tượng như thế này, là trà Nhật Bản thì giống như một nhà hiền triết khó tính. Mỗi một câu nói, một cử chỉ của nhà hiền triết này thì đều chứa đựng những triết lý của nó. Còn trà Trung Quốc thì giống như một cô gái thành thị đỏm dáng. Mỗi khi cô bước ra phố thì cô mặc váy ngắn váy dài, cô xịt nước hoa thơm lừng, và mỗi bước chân ngung nguẩy của cô trên phố thì đều gây cho người ta một sự thích thú về mắt. Còn trà Việt Nam của chúng ta thì giống như một gái nông thôn, rất giản dị, rất chân chất, nhưng cô ấy lại chinh phục với mọi người bằng chính cái vẻ đẹp chân chất và giản dị đó. Vậy thì ba loại trà, ba đất nước đó có điểm gì tương đồng ạ? Những người Phương Đông thì ngay được khi tìm ăn trà thì đã coi trà như một phương thức để tu tâm dưỡng tính, và cao hơn nữa là một phương thức để hành đạo. Và người Phương Đông thì bao giờ cũng chú ý đến tối đa tính tinh thần của chén trà. Cho nên là dù người Nhật Bản uống trà cực kỳ khắt khe như thế nào, hay người Trung Quốc họ nâng tối đa về thẩm mỹ của chén trà như thế nào, hoặc người Việt Nam uống trà dung dị, bình dị như thế nào, thì cả ba cái nôi trà này đều hướng đến 4 chữ rất cao quý, đó chính là hòa, kính, thanh, tịnh. Hòa ở đây chính là sự hòa hợp. Người ta tìm đến trà để người ta tìm đến sự hòa hợp, sự giao cảm giữa người chủ trà và khách trà, giữa con người với con người. Và nhiều khi thưởng trà cũng là một cách để tìm đến sự hòa hợp và giao cảm với thiên nhiên đất trời nữa. Kính đây chính là sự tôn kính và sự kính trọng. Còn chữ thanh đây chính là sự thanh khiết, sự sạch sẽ. Cái thanh khiết đây không hẳn là ở bộ đồ trà, không hẳn ở cái dụng cụ pha trà. Sự thanh khiết không hẳn ở trong không gian uống trà, ở bàn tay người pha trà. Mà sự thanh khiết đây chính là sự thanh khiết của chính tâm hồn nữa. Uống trà để tẩy bụi trần và rửa lòng tục là vì thế. Cổ nhân ngày xưa có một câu rất hay là uống trà để tẩy bụi trần và rửa lòng tục. Còn tịnh đây chính là sự tịnh tâm. Chúng ta uống trà để chúng ta thấy cái tâm hồn mình sâu lắng, thấy những trộn rộn của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng cuộc sống đời thường mình gạt bỏ đi được. Cho nên mới có thiền trà này vì thế. Chỉ biết từ xưa đến nay thì Phương Đông người ta đã uống trà là một cách để hành thiền. Cho nên đã có một bài câu thơ rất hay là trèo lên đỉnh núi gỡ mây, ra sông vớt ánh trăng lay giữa dòng. Núi là núi, sông là sông, thiền là một chén trà nồng trên tay. Vậy anh có thể chia sẻ nhiều hơn về nghệ thuật pha trà và thưởng trà của người Việt Nam được không ạ? Việt Nam chúng ta có rất nhiều cách thưởng trà khác nhau, có sự phong phú của văn hóa vùng miền. Nhưng về cơ bản thì tôi tạm chia ra làm 3 cái dòng trà chính. Một là cách uống trà bình dị chân chất ở chốn quê, đó chính là bát trà tươi. Mà chỉ đi bất kỳ một vùng nông thôn nào của Việt Nam thì đều có bát trà tươi. Thì đối với người nông dân Việt Nam thì chén trà chính là câu chuyện. Và khi khách đến chơi nhà thì cái việc đầu tiên của chủ nhà là phải chào mời khách. Và với người nông dân thì cái trà họ uống hàng ngày chính là cái trà tươi. Thì người ta chỉ kê một chõng tre hoặc một cái chiếu hoa đầu hè và rót cái trà tươi ấy ra cái bát đàn, tức là bát ăn cơm, và dâng mời khách bằng hai tay. Và qua bát trà tươi ấy thì người ta có thể nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Người ta có thể nói chuyện về chuyện cày cấy, chuyện mùa màng, chuyện con em hoàng nhị làng, và người ta có thể nói chuyện cả với nhân tình thế thái. Và như tôi vừa nói với chị là qua những câu chuyện ấy thì người ta cũng có thể hiểu nhau nhiều hơn, vì người ta dãy bày với lòng, về tấm lòng nhau nhiều hơn. Và vô tình thì chén trà chính là một cái cầu để gắn kết tình cảm giữa con người với con người. Khi mà trà du nhập vào Hà Nội thì người Nội với cái vẻ thăng phong lưu, sự tinh tế và trang nhã thì đã nâng trà lên thành nghệ thuật rất cầu kỳ. Đó là cách uống trà của tầng lớp phong lưu quý người xưa Hà Nội. Thì cách uống trà ấy thì vô cùng tinh tế và cầu kỳ. Cái cầu kỳ đầu tiên là cầu kỳ ở chỗ là chuẩn bị những cụ pha trà. Thì như chị thấy đây là để tổ chức mỗi trà thì người Nội xưa bao giờ cũng phải chuẩn bị đầy đủ những cụ pha trà. Thì một cái bộ đồ trà chuẩn thì bao giờ cũng phải bao gồm là ấm pha trà như chị thấy đây. Thứ hai là một cái thuyền trà, tức là một cái bát để ngâm ấm trà cho nóng. Về chén uống trà thì chị thấy ở đây có hai loại. Một cái chén to, các cụ xưa gọi chén to này chính là chén tống. Thế còn một cái chén quân là chén nhỏ để uống, như chính là chén quân. Thế về ấm pha trà thì thấy là ở Việt Nam người ta chia ra làm 3 cung bậc thưởng trà. Cung bậc thứ nhất là độ ẩm.
tức là mùi người uống. Cung bậc thứ hai là nước ẩm, hay còn gọi là sông ngầm, tức là hai người uống. Và cung bậc thứ ba là quần đầm, tức là nhiều người uống. Và căn cứ vào ba cung bậc ấy mà khi pha trà thì người chủ trà phải chuẩn bị đầy đủ những ấm trà phù hợp với số lượng của người uống. Ví dụ như là ấm độc ẩm là ấm dành cho một người thì bao giờ người ta cũng dùng những ấm trà nhỏ như thế này. Các cụ xưa vào ấm là ấm quả quýt, bởi vì nó bén quả quýt, thì đây chính là ấm độc ẩm. Ấm đưa ẩm là ấm dành cho hai người, chính là ấm như thế này. Thế còn ấm quần ẩm là ấm dành cho nhiều người thì bao giờ cũng dùng ấm đại như thế này. Các cụ xưa gọi ấm trà này là ấm đại, nó rất to. Bên cạnh đó thì có một số dụng cụ phụ mà tôi muốn giới thiệu với chị. Như chị thấy đây thì đây là một số dụng cụ phụ để pha trà. Thì đây là một cái thìa. Các cụ xưa thì hay làm cái này bằng gỗ thơm và bằng tre. Thì cái này dùng để xúc trà từ trong hộp trà vào trong ấm. Một cái dụng cụ thứ hai thì đây là một cái kẹp. Các cụ ngày xưa cũng làm bằng gỗ thơm hoặc bằng tre. Thì cái này để trước khi mà chúng ta rót trà đã pha, đã hãm vào trong ấm ra chén thì bao giờ chúng ta cũng phải thả toàn bộ những cái chén vào trong một cái bồn trà như thế này và dùng chính cái kẹp gỗ này để gắp cái chén ra. Thế còn đây là một cái tăm. Cái tăm này các cụ xưa cũng làm bằng gỗ thơm. Thì cái này dùng để thông với ấm. Khi chúng ta pha hãm trà trong ấm này thì đôi khi những cái trà nó nở thì nó sẽ làm tắc cái vỏ ấm. Thì bao giờ cũng xưa cũng dùng chính cái tăm này để thông cái vỏ ấm. Tuyệt đối không bao giờ được ngậm miệng vào vòi này thôi. Tôi biết hiện nay rất nhiều người do không am hiểu về tinh thần của nghệ thuật trà mà đôi khi người ta sẽ ngậm cái miệng của mình vào cái vòi này. Thì đấy là một cái là mất vệ sinh và mất cái thẩm mỹ của chén trà này. Đặc biệt thì tôi muốn giới thiệu với chị hôm nay một cái dụng cụ mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người Việt Nam không hề biết. Đó chính là cái dụng cụ dùng để đun nước pha trà. Thì đây cái dụng cụ này các cụ xưa gọi nó là hỏa lò, ấm đồng. Và cái thứ than dùng để đốt nước đó chính là than hoa. Thì tầng lớp phong lưu ngày xưa nội thì cái hỏa lò này bao giờ cũng dùng bằng đất nung. Nhưng sau này khi mà tầng lớp vua chúa trong Trường Nguyễn thì vì cũng cái thú chơi của họ thì họ đã biến cái hỏa lò đất nung ấy thành những cái hỏa lò bằng đồng như thế này. Và dụng cụ đun nước pha trà chị thấy đây cũng là cái ấm đồng. Ngày xưa cụ gọi là cấp siêu đồng. Thì cái đặc biệt chị thấy là cấp siêu đồng này thì bao giờ kích cỡ của nó cũng to gấp đôi ấm pha trà. Làm sao khi mà nước sôi thì người ta sẽ đủ một lượng nước để tráng ấm để pha ấm trà. Và các bậc phong lưu người xưa Hà Nội thì bao giờ cũng có hai cấp siêu đồng. Khi mà cấp siêu đồng này sôi bắc ra để pha trà thì lại có một cấp siêu đồng khác bắc lên. Và bao giờ các cụ người xưa cũng có nước sôi để pha trà này vì thế. Thật là bất ngờ và thú vị là nghệ thuật pha trà nó lại cầu kỳ như thế này. Tại vì tôi cũng ở nhà pha trà cùng với gia đình tôi, nhưng mà cái cách gia đình tôi pha trà nó giản dị và đơn giản hơn thế này rất là nhiều. Vậy thì tôi rất là hồi hộp và tò mò rồi, muốn mạn phép mời anh là có thể trình bày lại cái nghệ thuật pha trà một cách truyền thống của Việt Nam như là anh vừa mới tả được không ạ? Tôi sẵn sàng. Thao tác đầu tiên là chúng ta phải cho nó sôi ấm trà, nó tráng ấm, nó nóng. Vâng. Đây là xong ấm đấy đúng không ạ? Đây là ấm đối ẩm. Đối ẩm. Thì cho chừng khoảng 2/3 nước sôi ấm trà này. Xong để lại. Tầm châm là nó sôi ở ngoài. Sau đó chỉ cầm ấm trà lên tay để lắc đều này. Thứ nhất là chúng ta tráng ấm cho sạch. Và thứ hai chúng ta làm ấm trà cho nóng. Chúng ta sờ tay đây một thứ ấm trà nóng rang lên. Wow. Chị thử đốn xem. Anh sờ thử đúng không ạ? Ừ, ấm lắm. Sau đó chúng ta dùng thìa gỗ, chúng ta xúc trà vào. Với hai người thì từng nào là vừa? Chúng ta cho một lượng trà vừa đủ. Chúng ta không nên pha trà nhạt quá. Vâng. Mà cũng không nên pha trà đặc quá. Vâng. Bây giờ chúng ta châm nó sôi ấm trà. Chỉ chú ý được khi châm nó sôi. Trông anh làm rất là điêu nghệ. Chị thấy có gì đặc biệt không ạ? Khi châm nó sôi ấm trà thì bao giờ chúng ta cũng nâng lên hạ xuống ấm đồng này. Đúng rồi. Thì tạo thêm lực nước tác động bút trà. Các cụ ngày xưa gọi là đảo trà, giúp trà nhanh chín. Thứ hai là khi châm sôi ấm trà bao giờ chúng ta cũng cho nước sôi tràn qua nắp ấm này một chút. Thứ nhất là cho những bụi của trà thêm nước trôi ra ngoài. Thứ hai là khi chúng ta đậy cái nắp ấm là lại thì nước nó sẽ bút chặt cái nắp ấm này. Vâng. Sẽ tạo thành một răng nước ở nắp ấm. Và cái răng nước này sẽ có tác dụng giữ nhiệt và giữ ấm trà. À,
Đấy là lý do vì sao mà lúc anh dâng lên dâng xuống cho nước sôi xuống, thế từ khi chúng ta cho nước sôi ấm trà thì bao giờ chúng ta cũng chờ khoảng 3 đến 4 phút, vì trong khoảng thời gian đó thì trà mới chín. Và trong lúc chờ chín chúng ta sẽ thả toàn bộ những cái chén này vào trong bồn trà này. Sau đó chúng ta châm nước sôi vào. Bây giờ thì trà đã chín và chén đã nóng và sạch. Vâng. Chúng ta bắt đầu chiên trà. Chúng ta đã chiên trà này từ ấm ra chén tống. Ra chén tống trước ạ. Đúng rồi. Sau đó thì từ chén tống này chúng ta đã chiên ra chén quân. Tại sao lại có bước là đưa vào chén tống trước rồi mới chuyển đến chén quân? Chị thấy là trong ấm trà thì mực trà không đều nhau. Càng lên phía trên nắp ấm thì trà càng nhạt. Và càng xuống đáy ấm thì trà càng đượm. Chính vậy cổ nhân mới có một câu là rượu trên be, chè dưới ấm. Nghĩa là chúng ta uống rượu mà chúng ta uống cái phần trên của bình rượu thì hương rượu rất thơm. Uống trà mà chúng ta uống cái phần đáy ấm thì trà rất đượm. Thế nên mà khi chuyên trà mà chị chuyên thẳng chén quân, chị chuyên một chén đầy, hai chén đầy, ba chén đầy, thì một thực tế xảy ra là ba chén trà này sẽ bị vênh nhau về độ nhạt. Chén đầu tiên bao giờ cũng nhạt nhất và chén cuối cùng bao giờ cũng đượm nhất. Và như thế thì nó sẽ không đúng với tinh thần của trà. Bây giờ mời trà. Chỉ biết là khi mời trà thì bao giờ người chủ trà cũng đặt chén trà lên lòng bàn tay như thế này. Đoạn này là anh phải dạy em rồi. Vâng. Sau đó thì xoay tròn chén trà trên lòng bàn tay. Xoay làm gì ạ? Để tìm một cái mặt chén đẹp nhất và xoay cái mặt chén đẹp nhất cho khách. Thì đó là lòng, cái biểu hiện của lòng tôn kính của người chủ đối với người khách. Và khi mời trà thì bao giờ người chủ trà cũng trân trọng dâng mời khách bằng hai tay. Thì đó là nghi lễ tối thiểu của mời trà. Đấy, mời chị. Người khách trà cũng sẽ đón nhận chén trà bằng hai tay. Thế này ạ? À, đúng rồi. Vâng. Thế khi chủ và khách đều có chén trà thì bắt đầu chúng ta thưởng thức. Thì khi thưởng trà, thứ nhất là cái tư thế chúng ta ngồi thật thoải mái, cơ thể chúng ta thả lỏng. Vâng. Tâm thế chúng ta cũng hoàn toàn phải thanh tịnh. Tất cả những trộn rộn của công việc, của lo toan chúng ta phải gác lại sau lưng. Trước mắt chúng ta bây giờ chỉ là một chén trà ngon đang dậy hương để đón cho chúng ta thôi. Anh chưa nói xong đã thấy thư thái rồi. Khi thưởng thức thì người nội xưa bao giờ cũng dùng ba ngón tay để cầm chén trà. Vâng. Và thao tác này người xưa dùng một từ rất hay để diễn đạt, đó là tam long giá ngọc. Tam long tức là ba con rồng, giá ngọc là nâng, là cầm một chén ngọc. Vâng. Thì ngón tay cái và ngón tay trỏ bao giờ chúng ta đặt miệng chén như thế này. Giống anh. Ngón tay giữa chúng ta đặt đáy chén như thế này. Ngón tay út xòe làm duyên. Cách cầm chén trà này các cụ ngày xưa gọi đó là tam long giá ngọc. Tam long giá ngọc, em cầm đúng chưa? Đúng rồi. Khi thưởng thức trà, chúng ta chậm rãi nâng chén trà lên ngang tầm mắt như thế này. Chậm rãi đưa chén trà này từ bên phải này sang bên trái và từ bên trái này sang bên phải. Mắt nhìn theo. Muốn đi làm gì ạ? Để cảm nhận vẻ đẹp của chén trà, nhất là khi ở nhà chúng ta có những bộ trà quý. Và khi cảm nhận được vẻ đẹp của chén trà rồi, chúng ta mới chậm rãi đưa lên mũi này. Chúng ta hít những hơi thật sâu để chúng ta cảm nhận được hương thơm của nó. Và khi nhận được hương thơm rồi, chúng ta mới đưa lên môi những bụi trà đầu tiên. Thì chị chú ý là bàn tay trái này bao giờ chúng ta cũng đặt ở dưới bàn tay phải. Đây là sự nâng niu chén trà. Để có được chén trà ngon ngày nay, chúng ta phải cảm ơn mây mưa nắng gió đã cho chúng ta những cánh đồng trà ngon. Chúng ta phải cảm ơn những người nông dân mùa nắng ra sương đã trồng cho chúng ta những cái vườn chè ngon. Và chúng ta cũng phải cảm ơn những nghệ nhân chè đã sao tẩm cho chúng ta một chén trà ngon ngày hôm nay. Thì bàn tay dưới đặt ở bàn tay phải, cái sự nâng niu trân trọng chén trà là vì thế. Khi đưa lên môi nhấp ngụm trà thì bàn tay chúng ta xoay như này. Thì đây tạo nét kín đáo. Khi chúng ta xoay này thì cái người đối diện sẽ không nhìn thấy cái miệng của mình ngậm chén trà. Vâng. Mời chị. Em mời anh ạ. À, ngon quá.
Thưa quý vị, đối với những người trẻ tuổi như Linh thì những điều Linh vừa học được từ anh Sướng quả là những khám phá rất thú vị. Thế nhưng sau khi nghe những lời giải thích của anh Sướng về triết lý ẩn chứa trong nghệ thuật pha trà thì Linh tin rằng không kể bất cứ lứa tuổi nào, tất cả chúng ta đều nên suy ngẫm về nghệ thuật pha trà và học từ đó những triết lý sống tốt đẹp. Văn hóa trà thực sự là một triết học về sự thuần khiết, thanh tao, sự giao hòa với thiên nhiên, sự ứng xử với thời gian và sự tiếp cận đầy nhân tính với không gian, môi trường và con người. Cảm ơn anh Sướng đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho khán giả truyền hình hôm nay. Và thay mặt chương trình thì chúng tôi cũng xin chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị. Nhân dịp năm mới thì tôi cũng xin chúc chị, gia đình chị và toàn thể quý vị khán giả của chương trình OHTV một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, an lạc và may mắn. Và cũng nhân dịp đầu xuân thì tôi xin đọc tặng quý vị một bài thơ rất hay của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bài thơ có nhân đề là Đầu Xuân Uống Trà Cùng Bạn. Nhấp chén trà thứ nhất, da thịt bỗng tỏa hương, đời thực thành cõi mộng, trần gian hóa thiên đường. Ta nhấp chén thứ hai, cho đất trời tinh khiết, tâm ta bừng sáng ra, biết thêm điều chưa biết. Mai sau đời dẫu tuyệt, chắc gì hơn lúc này, nào nhấp thêm chén nữa, hai đứa mình cùng bay. Ngày Tết, bạn hay gặp vấn đề gì về sức khỏe? Trà có thể giúp ích cho bạn rất nhiều qua những cách kết hợp vô cùng đơn giản. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp lại MC Ngọc Linh trong phần tiếp theo của chương trình mang tên Khỏe và đẹp với trà ngày Tết. Bán dạ tam bôi tử, bình minh sở tràn trà, nhất nhật cứ như thử, lương y bất đào ra. Vâng, có lẽ tất cả những người yêu trà đều biết đến bốn câu thơ này, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là nửa đêm dăm ba chén rượu, sáng sớm hãm chén trà, mỗi ngày cứ như vậy, thầy thuốc không cần đến nhà. Như vậy là chỉ cần một chén trà là quý vị có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà không cần đến bác sĩ nữa.